Thưa quý vị và các bạn, làm thế nào để nâng cao năng suất lao động, kỹ năng làm việc, công nghiệp cho người lao động là câu hỏi đặt ra với cơ quan quản lý nhà nước các cấp và mỗi người lao động. Đây đồng thời cũng là thách thức đối với các cơ quan quản lý và doanh nghiệp tại Hưng Yên để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút những doanh nghiệp quy mô toàn cầu về lĩnh vực công nghệ mới vào đầu tư. Đây là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài đến từ Đài Loan, Trung Quốc, có quy mô 4.500 lao động. Dù đã có ngày nghỉ vào cuối tuần, nhưng bình quân mỗi ngày vẫn có khoảng 200 lao động xin nghỉ làm việc trong ngày. Với đủ loại lý do xin nghỉ, điều này có nghĩa qua nhiều năm hoạt động, doanh nghiệp chưa một ngày đủ 100% lao động đến làm việc. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến năng suất, đến thu nhập trực tiếp của người lao động, mà còn ảnh hưởng cả đến việc bố trí nhân lực sản xuất tại từng bộ phận trong công ty. Việt Nam có lực lượng lao động đông, nhưng khả năng đáp ứng ngay yêu cầu về tác phong công nghiệp để nâng cao năng suất lao động so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới còn hạn chế. Để khắc phục điều này, cùng với các chương trình kế hoạch của nhà nước về đào tạo nguồn nhân lực mang tính dài hạn, lâu dài và các doanh nghiệp tự đào tạo, thì vai trò của mỗi lao động luôn tự học hỏi, tự hoàn thiện bản thân để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp trong xu thế phát triển mới là yếu tố quyết định. Trước đây là nhà máy cũng đã có đào tạo cho công nhân về cái tác phong công nghiệp, nhưng qua thời gian để làm việc thì cũng vẫn chưa cải thiện được nhiều. Lý do là công nhân cũng nghỉ công việc làm thì cũng chưa sắp xếp được cho nó hoàn chỉnh, thì cũng ảnh hưởng đến cái năng suất lao động, thì là ảnh hưởng đến cái hiệu quả sản xuất của công ty. Các chuyên gia, lãnh đạo quản lý doanh nghiệp nước ngoài khi mới sang Việt Nam làm việc là những người hiểu rõ nhất điều này. Nhiều lý do mà người lao động đưa ra để xin nghỉ làm việc trong ngày thiếu thuyết phục. Ngoài ra là thiếu tác phong công nghiệp và tính hợp tác nhóm chưa cao. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất lao động. Lao động Việt Nam khéo tay, làm ra được những sản phẩm khó, rất chất lượng. Nhưng về hiệu suất còn thấp hơn một số nước. Công ty phải luôn có đào tạo nội bộ và mời chuyên gia về nhà máy để đào tạo, để nâng cao hiệu suất trong sản xuất. Điều quan trọng cho mỗi lao động phải coi công việc không chỉ là công việc, mà phải chấp nhận nó như một phần quan trọng trong cuộc sống của bạn. Trong quá trình làm việc cùng các công nhân kỹ thuật, lao động Việt Nam, tôi cũng nhận thấy tính tập thể trong công việc chưa cao. Điều đó ảnh hưởng đến năng suất lao động. Trong giai đoạn hiện nay và cả thời gian tới, trình độ và tác phong công nghiệp của lực lượng lao động đang là nguyên tắc cơ bản, tiên quyết để giúp doanh nghiệp đi đến thành công. Thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của người lao động. Vì vậy, tác phong công nghiệp cũng là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp lựa chọn tuyển dụng lao động.